bạn đọc không khỏi ngạc nhiên khi có thêm một cuốn sách về đề tài cải tổ và sự phá hoại ngay sau đó ở Liên Xô. Trong 10 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, đã có quá nhiều người viết về nó. Tất cả những ai muốn bày tỏ đều đã bày tỏ. Những người liên quan, các nhà hoạt động chính trị, các trợ lý thân cận của họ, các nhà ngoại giao, nhân viên mật vụ đều đã viết hồi ký. Những người nghiên cứu, các giáo sư và tiến sĩ, các nhà sử học, chính trị học, địa chính trị và triết học đều đã làm việc rất thành tâm. Như nhiều người khác, tôi cố gắng đi tìm câu trả lời cho vấn đề còn trăn trở. Về nguyên tắc, tại sao có thể xảy ra như vậy? Trong số những gì đã được viết ra, vẫn có nhiều điều làm tôi băn khoăn. Nhiều sự kiện còn thiếu, các phương pháp tiếp cận chưa phanh phui tới tận cùng. Thường thiếu những tư liệu về việc ai và mục tiêu người đó đã theo đuổi là thế nào. Các nhiệm vụ đã được giải quyết ra sao? Các đòn tấn công từ bên trong và bên ngoài đã được chuyển hóa như thế nào dưới ảnh hưởng của những hoàn cảnh bị thay đổi? Mối quan hệ giữa chúng thế nào? Để tìm ra câu trả lời, tôi đã đi tìm các cuốn sách mang tiêu đề hay tên các tác giả có liên quan tới đề tài này. Song, những câu trả lời trong số sách tôi tìm được hoàn toàn không làm tôi thỏa mãn. Khi đó, tôi quyết định nêu ra giả thuyết của mình và nó nằm ngay trong cuốn sách này. Sau khi phân tích những thông tin có được theo phương pháp luận của quan điểm hệ thống rất thông dụng hiện nay, tôi cho rằng nó đã đạt được mức độ mới về chất lượng so với những gì có trước đó. Hiện tượng xảy ra với Liên Xô trong những năm cải tổ vô cùng đơn giản. Về hiện tượng này, hiện có hai quan điểm. Thậm chí, những nhà nghiên cứu chân thành và thiện tâm nhất cũng luôn luôn cố chỉ ra rằng những sự kiện trên lãnh thổ Liên Xô hoặc là do âm mưu của Mỹ hoặc là đổ hết mọi tội lỗi cho những nhân vật trong ban lãnh đạo Xô Viết. Chúng tôi thấy có mối tương tác của cả nguyên nhân này lẫn nguyên nhân kia. Chúng tôi không định đưa thêm một phân tích xét lại cuộc cải tổ và giai đoạn diễn ra trước đó. Đấy là công việc của các nhà sử học. Phương án được lựa chọn đơn giản hơn nhiều. Xuất phát từ việc những phương thức được áp dụng để chống lại Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết có đặc điểm mới. Đặc biệt là vào giai đoạn 1985-1991. Điều đó có nghĩa là cả các phương pháp nghiên cứu cũng phải hiện đại hơn. Quan điểm hệ thống và những phương thức khác đem áp dụng ở đây sẽ gây ra nhiều điều đặc biệt phức tạp. Tuy nhiên, theo tôi, nhiều điều xảy ra có thể không được liệt kê tỉ mỉ và chỉ được làm rõ khi sử dụng quan điểm hệ thống. Điều đáng tiếc là với số lượng tài liệu sưu tầm được thì chưa thể sử dụng được quan điểm hệ thống về những gì đã xảy ra với nước Nga trong những năm 1985-1991. Có quá nhiều sự kiện trùng lập mà như Goethe, nhà văn Đức 1749-1832 đã từng nói, dân tộc nào không mong muốn hiểu biết quá khứ của mình thì dân tộc đó đáng phải trải nghiệm lại nhiều lần nữa. Bất cứ ý định nào tìm hiểu điều gì đã xảy ra trong những năm 1985-1991 cũng hoàn toàn vô ích. Nếu chỉ phân tích các sự kiện đã diễn ra trong khuôn khổ thời gian kể trên, bởi cải tổ đó là chu kỳ công khai của những quá trình tiêu cực tiềm ẩn từ trước. Vì vậy, cần phải mở rộng phạm vi nghiên cứu xem xét từ nhiều chục năm trước. Cũng như cần phải hiểu rằng các quá trình phá hoại sau sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa và Liên Xô vẫn không ngừng dừng lại. Chiến dịch cải tổ có nhiều bước và nhiều phương án, song kế hoạch lật đổ chính quyền Xô Viết ở Liên Xô và làm tan rã Liên bang Xô Viết một cách chi tiết, thống nhất như thế, thậm chí không hề có lấy một nét đại thể. Cũng đã có những dự báo, có bổ sung, có mục tiêu rõ ràng, các phương thức sử dụng được thảo luận kỹ lưỡng và được chuẩn y. Tùy theo kết quả thu được ban đầu mà kế hoạch và phương thức hành động lại được điều chỉnh để mong đợi kết quả mới. Vậy mà Mỹ và các nhân viên hành động đã thu hút những kết quả vĩ đại, còn chiến dịch cải tổ lại tỏ ra rất mù mờ. Phải nói là tôi rất khâm phục cách thức phương Tây đã tiến hành toàn bộ chiến tranh lại. Nhà phân tích Joviev viết, họ đã tiến hành rất xuất sắc và thực sự đã giành được ưu thế về trí tuệ so với giới lãnh đạo ngờ nghệch của chúng ta. Điều đã xảy ra ở một mức độ nào đó là một quá trình tự nhiên đối với thế giới khắc nghiệt của chúng ta. Mục tiêu của bất cứ hệ thống xã hội nào cũng là những cố gắng đạt được những thành tựu to lớn hơn so với hệ thống khác. Nếu không đạt được mục tiêu đó một cách chính trực, thì dường như còn một cách là gây ra cho các láng giềng những thiệt hại nặng nề hơn. Cuốn sách này độc đáo bởi phần lớn tư liệu được sử dụng theo quan điểm tư duy sự kiện. Tôi cho rằng trong thời gian tới,
các nhà sử học có thiện tâm, có trách nhiệm mô hình hóa các tình huống theo cách thức như chính họ là những người tham gia vào các hành động đó. Có như vậy, chất lượng nghiên cứu sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ khi đó, các nhà sử học mới phát hiện ra những vấn đề mà theo cách tư duy thông thường không chú ý đến. Trong công trình này, tác giả đã cố gắng dựa vào cách luận giải của triết gia hiện đại Zinoviev, phản cách mạng ở Liên Xô được sinh ra từ tổ hợp các yếu tố bên trong cũng như bên ngoài, khách quan cũng như chủ quan, để làm rõ cụ thể những yếu tố nào và chúng có vai trò gì trong đó. Trước hết, cần tách bạch chúng ra khỏi dòng chảy của các sự kiện lịch sử cụ thể, xác định rõ ranh giới sự kiện và thời gian của chúng. Cần xác định hành động cụ thể của những người tạo ra chúng và xác định rằng đó chính là cái đã kết nối những hành động đó vào cái toàn thể duy nhất và một hành động chung phức tạp của nhiều con người khác nhau. Điểm chung của tất cả những hành động đó là họ, bằng cách này hay cách khác, đã hủy diệt chế độ xã hội của đất nước. Tôi muốn nêu ra một số điểm tương đồng về lịch sử. Vào đầu thế kỷ 20 đã có một cuộc cách mạng diễn ra ở nước Nga. Vào nửa đầu những năm 1930, Liên Xô không chỉ thoát cơn hiểm nghèo mà còn trở nên trẻ trung và tráng kiện hơn. Để trả đũa, vào những năm 1940, phương Tây đã tiến hành một cuộc chiến công khai chống nước Nga và phải chịu thất bại. Do tính chất hai mặt của cải tổ, chúng ta thấy rằng cách mạng, chính xác hơn là phản cách mạng, đã đem lại sự thay đổi chế độ xã hội từ xã hội chủ nghĩa sang tư bản chủ nghĩa và có lợi cho phe chống Xô Viết. Như mọi cuộc chiến tranh khác, chiến tranh lạnh đã làm thay đổi cấu hình địa chính trị ở quy mô toàn cầu và thời đại, đem lại cho phương Tây một chiến thắng, dẫu tạm thời nhưng rất rõ ràng đối với kẻ thù Slaver truyền kiếp của nó. Nếu như cuộc tấn công vào Liên Xô chỉ xuất phát từ bên ngoài, đó là một cuộc chiến tranh thuần túy. Nếu như giấc mơ của một bộ phận thượng lưu về sự hồi sinh chủ nghĩa tư bản trở thành hiện thực, đó cũng chỉ là một cuộc cách mạng. Nhưng vấn đề là cả hai sự kiện đó đã kết hợp làm một. Thù trong và giặc ngoài của đất nước Xô Viết và của nhân dân Liên Xô đã cấu kết với nhau. Chu kỳ năng động của chiến tranh đã xảy ra, chỉ có điểm kết thúc của nó là chưa rõ. Cuộc chiến tranh nào cũng được bắt đầu vào một ngày nhất định. Người dân của cả hai quốc gia, hai liên minh tham chiến, bằng cách này hay cách khác, sẽ biết đến chiến tranh và việc họ sẽ là những người phải đối mặt. Cuộc chiến mà chúng ta đang xem xét chưa từng có trong lịch sử. Quy mô và tốc độ biến động của nó đã phủ định mọi cách diễn đạt, điều mà trong quá khứ phải diễn ra suốt cả thế kỷ. Phương thức tiến hành cuộc chiến này chỉ trở nên sáng tỏ sau khi giai đoạn đầu của nó kết thúc. Thậm chí, nhiều công dân của đất nước Xô Viết còn chưa kịp hình dung ra diện mạo của nó. Bộ máy tuyên truyền đã tỏ ra xuất sắc tới mức trong nhận thức của quần chúng, cuộc chiến tranh thế giới thứ ba chỉ xảy ra khi vũ khí hủy diệt lớn được đưa vào sử dụng, và bằng chứng của sự kiện đó là một cuộc xâm lược công khai. Nhưng đây lại là một cuộc chiến mà chúng ta và nhiều người khác đã không thể nhận diện. Tính chất tàn bạo của cuộc chiến này, cuộc chiến chống lại quân đội chúng ta, chống lại quốc gia, là thời điểm khởi đầu của nó đã diễn ra từ lâu rồi. Chúng ta đã không nhận ra cái ngày mà quân đội bắt đầu phải hứng chịu đòn tấn công mang mục đích phá hoại và hủy diệt. Chương 1. Liên Xô, Mỹ, 1945-1953. Những nguồn gốc của chiến tranh lại. 1. Cũng như lý do đối với chiến tranh thế giới thứ hai, được hình thành khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, lý do đối với cải tổ là những sự kiện xảy ra cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Trong nội bộ giới cầm quyền Mỹ và guồng máy khát khao thống trị thế giới đã từng tồn tại những quan điểm hoàn toàn khác nhau về việc hợp tác chính trị, quân sự của Mỹ và Liên Xô trong cuộc đấu tranh chống Đức, cũng như về việc quan hệ với Liên Xô nói chung. Phe được coi là thân Tổng thống Roosevelt ủng hộ việc liên minh bền vững với Liên Xô trong thời gian chiến tranh và không hề có ý định rời bỏ liên minh này sau đó. Phe khác được coi là chống Xô Viết đã có ý kiến hoàn toàn đối lập. Thái độ khác biệt như thế được thể hiện thành một cuộc đấu tranh thực sự giữa hai phe. Cuộc đấu này đặc biệt trở nên gay gắt hơn khi Hồng quân bắt đầu giành được những thắng lợi trên các mặt trận, giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình và tiến vào chiến trường châu Âu. Khi đó, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh không chỉ buộc phải ký vào bản Hiệp ước Yalta ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945,
mà còn phải thực thi các điều khoản trong đó trên thực tế. Phe chống Xô Viết đã tiến hành thăm dò các quan chức chính phủ về việc hủy bỏ những cam kết và xem xét lại đường lối ngoại giao sau chiến tranh. Ngay từ tháng 8 năm 1943, cơ quan chiến lược Mỹ đã chuyển cho cấp lãnh đạo cao nhất đất nước xem xét bị vong lục 121, trong đó đặt ra giả thiết về phương hướng có thể của chiến lược và chính sách trong quan hệ với Đức và Nga. Trong điểm 3 của nó nêu, cố gắng chuyển toàn bộ sức mạnh của nước Đức do phát xít và các tướng lĩnh đang điều hành chống lại Nga. Điều đó rõ ràng sẽ dẫn tới việc chính nước Đức hùng mạnh và hiếu chiến, nước đã từng tuyên chiến chống Nga và chống chúng ta, tức là nước Mỹ, vào năm 1941 chiếm đóng Liên Xô. Dường như hành động chủ yếu của phe này là họ bắt đầu tìm kiếm cách tiếp xúc với Đức. Các cuộc đàm phán đã được tiến hành thông qua cầu nối. Trưởng đoàn phái bộ Mỹ tại Berlin, Allen Dulles, chỉ huy ban tham mưu của Himmler là tướng SS Karl von. Rõ ràng, vụ von Dulles là chiến dịch chống lại Tổng thống Roosevelt và đường lối của ông ta. Nó được bắt đầu khi ông ta còn sống và nhằm phá hoại việc thực thi Hiệp ước Yalta. Phía Xô Viết được biết đến vụ này sau cuộc trao đổi thông tin giữa Bộ Dân ủy Ngoại vụ Liên Xô và Bộ Ngoại giao Mỹ. Đây cũng là đối tượng trao đổi qua thư từ giữa Stalin và Roosevelt. Tổng thống Mỹ đã tìm cách lảng tránh các câu hỏi của Stalin bằng cách trì hoãn thời gian, đồng thời cố gắng nắm lại các đầu mối và các nhân vật quyền lực để tác động tới tình hình đang tuột khỏi tầm kiểm soát của mình. Cho đến nay, ta chỉ có thể phán đoán về những gì đã xảy ra giữa Roosevelt và những kẻ chống lại đường lối của ông ta. Song, rõ ràng là ông ta đang phải chịu áp lực vô cùng lớn từ phía đối thủ, bởi đó là đòn nhắm vào uy tín của Tổng thống. Tình huống đặt ra là một nhân vật có quyền lực hợp hiến cao nhất nước không còn kiểm soát được hành động của những kẻ thuộc quyền xung quanh mình. Mùa xuân năm 1945, xung đột trong quan hệ ngoại giao đã có thể chuyển thành nguy cơ quân sự công khai. Vụ việc này có thể gây ra xung đột đặc biệt, cho dù là nghịch lý đối với trục Nga-Nga, không phải Nga-Xô Viết, chứ không phải đối với trục Đức-Nga hay trục Mỹ-Anh và Nga. Thời gian gần đây, người ta lại khơi dậy và thường xuyên đề cập tới hoàn cảnh cuối chiến tranh của những người Kafka đã từng chiến đấu bên phía Hitler trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại và bị bắt làm tù binh. Cũng cần nêu ra những toan tính sau. Cả Mỹ, cả Anh đều không thể công khai tuyên chiến với Liên Xô, phát lệnh chiến đấu cho các sĩ quan và binh sĩ Mỹ. Anh, sau suốt 4 năm nỗ lực hợp tác cùng người Nga và tiến hành phản tuyên truyền trong một thời gian rất ngắn, là một việc làm quá sức. Với người Đức cũng có vấn đề. Quân đội đã suy kiệt bởi chiến tranh, mà điều chủ yếu là lòng cuồng tín đã rệu rã. Người Đức sẵn sàng chiến đấu, nhưng không thể vì quyền lợi của nước thứ ba, cho dù tiềm năng vẫn còn. Chỉ còn có thể buộc những kẻ phản bội, những kẻ cháo trở và những cựu bạch vệ chiến đấu, bởi chúng không có gì để mất. Trong trường hợp đó, có lực lượng khác can thiệp vào. Đặc biệt, yếu tố này có thể được khởi động nếu chú ý tới việc Liên Xô thực thi các hiệp ước trước đây và việc họ chuyển đại quân từ chiến trường châu Âu sang phía Đông để tiến hành chiến tranh với Nhật. Trong trường hợp đó, rất cần tính đến cả việc Stalin vào mùa hè năm 1945 sẽ buộc phải làm việc với những đối thủ chính trị mới là Truman và Attlee, tức Thủ tướng Anh thời kỳ 1945-1951, chứ không phải là với những đối tác cũ của ông là Roosevelt và Churchill. Có quá nhiều nguyên nhân gây nên những mâu thuẫn và bất đồng này. Sau chiến tranh, năm 1945, theo kế hoạch Marshall, tại vùng phía Tây nước Đức do Mỹ, Anh và Pháp chiếm đóng, nền dân chủ thế giới đã soạn thảo một kế hoạch tiến hành triệt sản bắt buộc đối với tất cả đàn ông ở độ tuổi quân dịch bị nghi ngờ đã tham gia chiến đấu. Mà vào cuối chiến tranh, những người ở độ tuổi quân dịch trong lực lượng dân quân là từ 14 đến 60, nghĩa là tất cả nam giới người Đức ở độ tuổi sinh sản đều sẽ bị triệt sản. Nếu tính rằng nước Đức lúc đó tràn ngập các đội quân chiếm đóng, được tập hợp từ rất nhiều dân tộc và chủng tộc khác nhau, người Pháp gốc Algeria, người Anh ở thuộc địa Ả Rập, người Mỹ da màu và gốc Do Thái, thì có thể hiểu được ý đồ của họ. Biến dân tộc Đức trở thành một chủng tộc hỗn tạp, từ đó trải qua vài thế hệ,
có thể sẽ tận diệt được hệ gen và đặc tính dân tộc đó mà không nhọc công nhiều. Vào năm 1945, Stalin đã đứng ra ngăn chặn hành động tội ác này của kế hoạch Marshall bằng lời cảnh cáo phương Tây, những người hôm qua còn là đồng minh của mình, rằng nếu họ bắt đầu tiến hành triệt sản, ông sẽ khởi động một cuộc chiến tranh chống lại họ. Tài liệu lưu trữ quốc gia Anh vừa được công bố mới đây cũng xác nhận có một âm mưu quân sự trực tiếp. Vào tháng 4 năm 1945, một chiến dịch có tên gọi rất mỹ miều, điều không tưởng, đã được tiến hành hoạch định nhằm gây ra một cuộc chiến tranh với Nga ở châu Âu. Trong trường hợp này, không thể bỏ qua vụ đụng độ giữa quân đội Anh và Xô Viết đang chiếm đóng ở Iran. Đó là câu trả lời khẳng định về việc giới lãnh đạo Xô Viết đã biết tới những kế hoạch theo đuổi chiến tranh của phía Anh. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên với Liên Xô và một bộ phận Mỹ chống Roosevelt cuối cùng đã thực sự đối đầu nhau. Bí ẩn cái chết của Roosevelt. Bản thân Roosevelt từ nhỏ vốn đã ốm yếu, thiếu tinh thần và thể chất để làm một chính khách. Chỉ nhờ cá tính mạnh mẽ và kiên quyết mà ông đã đắc cử tổng thống trong một đất nước hết sức phức tạp như Mỹ, thậm chí còn lập ra một kỷ lục chưa từng có, 4 nhiệm kỳ. Hơn nữa, lần tranh cử đầu tiên khó khăn nhất đã diễn ra trong hoàn cảnh kinh tế và xã hội đang khủng hoảng, rồi cả chiến tranh cũng chẳng buông tha cho ông, cho dù nó không phải là nguyên nhân làm ông đột tử. Roosevelt, theo chúng tôi, đã phải chết, nhưng không chỉ là do việc ông ta đã cắt đứt các cuộc đàm phán tại Bern, còn một nguyên nhân để phế bỏ ông. Ở cương vị Tổng thống Mỹ, lẽ ra ông phải là người ủng hộ việc đối đầu với Liên Xô, thì ông ta lại không sử dụng những kẻ theo đuổi đường lối đó. Còn đối với những kẻ quay ngoắt 180 độ, chúng ta không rõ là có cần phải gạt Churchill ra khỏi vị trí Thủ tướng Anh hay không. Song có một sự kiện cho thấy, vào mùa hè năm 1945, trên vũ đài quốc tế đã xuất hiện hai đối thủ mới, Tổng thống Mỹ Truman và Thủ tướng Anh Attlee. Roosevelt đột ngột qua đời ngày 12 tháng 4 năm 1945. Ông đang nghỉ ở Warm Spring, một ngày xuân tràn ngập ánh nắng mặt trời và không có một điều gì báo trước thảm họa. Tổng thống Mỹ ngồi làm mẫu vẽ cho họa sĩ Elizabeth Sumatova, tâm trạng sảng khoái, nói chuyện vui vẻ. Bất ngờ, sắc mặt ông nhợt nhạt, Roosevelt bộc phát cơn đau đầu. 2 giờ sau, ông qua đời. Những nguồn gốc của chiến tranh lạnh. 2. Cái chết của Roosevelt đã cởi trói cho những kẻ từng ngấm ngầm chống lại đường lối của ông nói chung và khuynh hướng xích lại gần Liên Xô nói riêng. Nó là điều kiện tạo nên bước ngoặt căn bản mà từ đó bộ máy quốc gia Mỹ đã phải thay đổi hướng chuyển động. Nguy cơ một cuộc đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ xuất hiện. Phe hiếu chiến, đặc biệt là Hội đồng Quan hệ Quốc tế MSO, trong giới lãnh đạo Mỹ đã tung ra đủ trò lừa dối chơi cháo. Ngay tại MSO, với sự có mặt của Truman, Mulvaney, Baruka, Dulles đã nêu rõ phương châm của mình. Chiến tranh sẽ kết thúc, mọi xáo trộn sẽ được ổn định và chúng ta sẽ bỏ ra tất cả những gì chúng ta đang có, vàng bạc, mọi vật lực để gia công và thuần hóa con người. Bộ não của con người, nhận thức của mọi người đều có khả năng thay đổi. Sau khi gây ra rối loạn nơi đó, chúng ta sẽ bí mật thay thế các giá trị của họ bằng những giá trị giả và chúng ta sẽ buộc họ tin vào những giá trị giả đó. Bằng cách nào? Chúng ta sẽ tìm ra những người cùng tư duy với mình, những đồng minh của mình ngay trong nước Nga. Thảm họa diệt vong trên quy mô rộng của cả dân tộc bất khuất nhất, sự hủy diệt hoàn toàn không thể đảo ngược ý thức của họ sẽ lần lượt xảy ra. Trong văn học và nghệ thuật, chúng ta sẽ làm cho bản chất xã hội của họ bị nhiễm độc. Chúng ta sẽ loại bỏ các họa sĩ, hủy diệt hoàn toàn niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo. Văn học, nhà hát, điện ảnh, tất cả sẽ chỉ mô tả và ghi nhận những tình cảm đê tiện nhất của con người. Dù sao, chúng ta cũng giữ lại và nuôi dưỡng những kẻ được gọi là họa sĩ khi chúng biết gieo rắc và nhồi sọ vào ý thức mọi người sự sùng bái tình dục, bạo lực, thói bạo dâm, phản trắc. Tóm lại, tất cả những gì vô đạo. Trong lĩnh vực điều hành quốc gia, chúng ta sẽ tạo ra sự rối loạn, trì trệ. Chúng ta sẽ thầm lặng, nhưng tích cực và dần dần tạo điều kiện cho thói độc đoán của các quan chức, những kẻ ưa hối lộ, vô nguyên tắc.
thói quan liêu và giấy tờ sẽ được nâng lên thành phẩm hạnh. Thái độ danh dự và lương thiện sẽ bị chế giễu và không được ai cần đến, bị thành tàn tích của quá khứ. Thói đều cáng và đê tiện, giả dối và lừa đảo, say sưa và nghiện ngập, nỗi sợ hãi lẫn nhau và thái độ vô liêm sỉ, phản bội, chủ nghĩa dân tộc và sự thù địch giữa các dân tộc. Trước hết là sự thù địch và lòng căm thù đối với dân tộc Nga. Tất cả những cái đó sẽ được chúng ta tôn tạo lặng lẽ và khéo léo. Tất cả những cái đó sẽ nở thành hoa độc. Và chỉ có một số ít, rất ít người sẽ đoán được và hiểu được điều gì đang diễn ra. Nhưng những người đó sẽ được chúng ta đẩy vào tình thế bất lực. Chúng ta sẽ biến họ thành kẻ bị mọi người chê cười. Chúng ta tìm cách vu oan cho họ và tuyên bố đó là thứ rác rưởi của xã hội. Chúng ta sẽ đào bật các cội rễ tinh thần của chủ nghĩa Bolshevik, làm tầm thường hóa và hủy diệt những nền móng của đạo đức. Bằng cách như thế, chúng ta sẽ tha hóa thế hệ này sang thế hệ khác, làm thui chột thái độ cuồng tín với chủ nghĩa Lenin. Chúng ta sẽ nắm lấy mọi người ngay từ khi còn trẻ thơ, niên thiếu. Chúng ta sẽ hy vọng chủ yếu vào lớp thanh niên. Chúng ta sẽ làm cho nó tha hóa, phân hóa, đồi trụy. Chúng ta sẽ biến chúng thành kẻ chơi chẽn đều giả, thành những kẻ theo chủ nghĩa thế giới, cosmopolite. Chúng ta sẽ làm như thế đó. Trích đề cương báo cáo của Dalet tại phiên họp SMO mở rộng. Stalin đã được báo cáo ngay lập tức về bài phát biểu này. Trưởng ban thư ký của Beria là Luzovic sau này nhớ lại rằng Stalin đã phản ứng rất quyết liệt đối với những lời này. Xuất phát từ việc ban lãnh đạo Xô Viết cao nhất đã có được thông tin tin cậy về các cuộc đàm phán ở Bern. Bài phát biểu này tại MSO cũng như đã đồng thời được báo cáo về vụ nổ của bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ, thì có thể đưa ra một giả thiết tương đối táo bạo rằng trong giới lãnh đạo chóp bu Mỹ có thông tin viên của Stalin. Hiện đã có những bằng chứng, tuy chưa phải là tin cậy nhất, về việc trong số điệp viên có cả phu nhân tổng thống Eleanor Roosevelt và hoặc là thư ký riêng của Roosevelt là Loughlin Carey. Bà ta hay ông ta, hoặc cả hai, đã làm chuyển sự chú ý của Stalin sang Mỹ như một hướng ưu tiên. Trong mọi trường hợp, như trong những lời phát biểu của mình tại phiên họp của Ủy ban Cải tổ Hoạt động Tình báo và Phản gián, trong khi thảo luận dự thảo nghị quyết về việc điều hành hoạt động tình báo của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô tháng 12 năm 1952 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Stalin luôn chỉ đích danh Mỹ là kẻ thù chủ yếu. Vào khoảng 2 tháng trước khi ông qua đời, ông chỉ đạo, trong tình báo không bao giờ tấn công trực diện, tình báo phải hoạt động vu hồi, nếu không sẽ thất bại, mà thất bại nặng nề. Tấn công trực diện, đó là sách lược thiển cận. Phải tuyển lựa người nước ngoài sao cho không làm tổn thương lòng yêu nước của họ. Không được tuyển người nước ngoài chống lại tổ quốc của họ. Nếu điệp viên được tuyển chọn không có lòng yêu nước, đó là điệp viên không đáng tin cậy. Đặt ra một khuôn mẫu cho tình báo, luôn thay đổi sách lược, phương thức, luôn thích ứng với tình hình thế giới, tận dụng tình hình thế giới, tiến hành tấn công cơ động, sáng suốt, tận dụng tất cả những gì Thượng Đế trao cho chúng ta. Điều chú ý nhất là trong tình báo phải học được cách nhận ra sai lầm của mình. Người ban đầu nhận ra các sai lầm và thất bại của mình thì sau đó sẽ sửa chữa được. Nắm lấy chỗ yếu, chỗ kém được bảo vệ. Cần chấn chỉnh ngành tình báo trước hết từ việc loại trừ được mọi cuộc tấn công. Mỹ, kẻ thù chủ yếu của chúng ta, nhưng cần tập trung chú ý không chỉ riêng vào Mỹ. Trước hết nên thiết lập các văn phòng công khai ở các quốc gia liền kề. Căn cứ đầu tiên nơi cần có người của mình, Tây Đức. Không thể ngây thơ về chính trị, nhưng đặc biệt là không thể ngây thơ trong tình báo. Không được trao cho điệp viên những đặc vụ mà anh ta chưa được đào tạo, hoặc trái ngược với đạo đức của người ấy. Trong tình báo, có những điệp viên có trình độ văn hóa rất cao. Các giáo sư, trong thời kỳ bí mật, ta đã cử một người sang Pháp để phân tích quan điểm của các tổ chức Menshevik. Một mình người ấy đã làm việc hơn cả chục người khác. Tình báo, với chúng ta, là sự nghiệp thiêng liêng, cao cả. Cần tạo được uy tín, trong tình báo cần có tới hàng trăm người bạn, nhiều hơn điệp viên. Những người sẵn sàng thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào của chúng ta. Những người cộng sản có cái nhìn méo mó về tình báo, về công việc của CK, tức ủy ban đặc biệt, sợ bị dây bẩn nên nhúng đầu mình xuống giếng.
Sự điều hành ở Liên Xô 1945-1953. Để khắc họa Stalin như một nhà lãnh đạo và không bị bó hẹp mình vào khuôn khổ thời gian sau chiến tranh, cần phải nhận thấy ông có một văn hóa điều hành vô cùng cao, cũng như khả năng nắm bắt thông tin về các vấn đề trong đời sống kinh tế và xã hội. Đấy là nhận xét của những người cùng thời với ông, những người có điều kiện quan sát ông một cách trực tiếp và đã ghi lại những bằng chứng của mình trong các hồi ký. Điều này cũng được các nhà nghiên cứu sau này khẳng định. Thậm chí, những kẻ thù của ông cũng biết tới những năng lực xuất chúng của ông và nhắn lại điều đó cho những kẻ kế tục họ. Không một ai có thể phủ nhận ông về tài năng, năng lực làm việc, biết cách chiến thắng và, nếu cần thiết, cũng biết tấn công. Khi đó, thái độ của ngoại bang đối với Stalin và nhân dân Xô Viết rất hiếu chiến. Không phải ngẫu nhiên những người được thấy diện mạo của Stalin lúc an táng đã nhận xét rằng đó là khuôn mặt của người mệt mỏi vì những cuộc đấu tranh liên tục. Toàn bộ khoảng thời gian Stalin lãnh đạo Liên Xô vô cùng phức tạp và đầy biến động. Stalin không mấy khi được thảnh thơi. Thời kỳ đầu là bè lũ Trotsky, sau đó là những năm tập thể hóa. Trong một lần tâm sự với Churchill, ông đã không do dự gọi đó là những năm khó khăn nhất trong cuộc đời chính trị của mình. Công nghiệp hóa diễn ra vô cùng trắc trở. Thậm chí cuộc thanh lọc những năm 1937-1938 cũng trắc trở tới mức suýt cuốn trôi cả ông vào dòng xoáy của nó. Chiến tranh vệ quốc vĩ đại là một đề tài đặc biệt. Nói tóm lại, người ta đã không để Stalin điều hành đất nước trong yên ổn. Khi xem xét vấn đề này, chúng ta không thể đặt ra cho mình nhiệm vụ làm rõ mọi vấn đề liên quan tới việc điều hành đất nước dưới thời Stalin giai đoạn cuối. Chúng ta chỉ nhận thấy những nét đặc sắc trong việc. Thứ nhất, Stalin và ban lãnh đạo của ông đã hoàn thành xuất sắc những trách nhiệm của mình. Tất nhiên, Stalin cũng đã có những sai lầm. Song điều cơ bản là chính ông đã rút ra từ đó được những bài học, kinh nghiệm để đem lại lợi ích cho đất nước, giành thất bại cho kẻ thù. Điều bí ẩn của Stalin như một người lãnh tụ không chỉ là ở tính cách dũng cảm của ông, cũng không phải ở cách ông đã xử sự như một lãnh tụ của nhân dân, mà ở chỗ ông là một thủ lĩnh, tuy chưa có học vị cao nhất và chưa được học hành một cách có hệ thống. Song, về nhiều phương diện, bằng những năng lực trí tuệ của mình, ông luôn hơn hẳn nhiều vị giáo sư cao đạo và những chính khách phương Tây lão luyện. Về mặt hình thức, bắt đầu từ cuối những năm 1930, Stalin không còn một trọng trách nào nữa bởi quyền lực đã thuộc về ông trên mọi phương diện. Nhiều người đã không thể hình dung một cách đầy đủ về vấn đề này nên đã coi sự thật đó là không thể chấp nhận và có những kết luận không đúng. Nhưng thật ra, Stalin vẫn là một con người như trước, nghiêm khắc với bản thân và với mọi người. Bằng chứng của một người đã từng nghiên cứu Stalin thể hiện, nhân việc có người chất vấn tại hội nghị toàn thể đề cập tới trách nhiệm của mình, Stalin nói, nếu tôi được giao việc đó, có nghĩa là tôi sẽ làm việc đó, chứ không phải việc đó chỉ dành riêng cho tôi không được giáo dục như thế. Lời sau cùng, ông nói rất gay gắt. Tất cả những gì mà bây giờ ngành khoa học lãnh đạo của chúng ta coi như mới, thì Stalin đã áp dụng chúng vào thực tiễn từ trước đó. Nhiều nhân chứng và những người nghiên cứu nhận thấy ở Stalin kiến thức tâm lý lãnh đạo, thấu hiểu tính thiết yếu của đại diện toàn quyền, năng lực thu nhận kiến thức và khả năng đặc biệt lường trước sự việc. Tổng công trình sư hàng không Yakovlev trong hồi ký Mục đích cuộc sống, những ghi chép của kiến trúc sư hàng không đã viết, vào những tháng đầu tiên của chiến tranh, chúng tôi luôn bị ám ảnh bởi những thất bại. Các đơn vị quân đội của ta phải rút lui, mọi người có tâm trạng nặng nề. Stalin chưa lúc nào tỏ ra mình căng thẳng. Tôi không bao giờ nhận thấy ông bối rối. Ngược lại, ông luôn khoáng đạt, cư xử khoan dung với mọi người. Rõ ràng, Stalin hiểu rằng vào thời điểm đó cần phải nâng đỡ khoan dung với mọi người. Cũng trong hồi ký này, Yakovlev công nhận rằng Stalin rất am hiểu về hàng không, khi đó là một lĩnh vực phức tạp nhất của khoa học kỹ thuật. Còn Anishin, trong hồi ký
về chính trị và các chính khách viết. Mùa thu năm 1946, từ Sochi, Stalin gọi điện cho thư ký mới của Ban chấp hành Trung ương, Patolichev. Anh hãy viết sắc lệnh của Ban bí thư Ban chấp hành Trung ương. Điều thứ nhất, bổ nhiệm Patolichev phụ trách việc tích trữ lúa mì năm 1946. Anh viết xong chưa? Trong điều 2, anh hãy viết thêm tất cả những gì anh cần để tiến hành có hiệu quả việc tích trữ lúa mì. Đến bây giờ, chúng ta mới nhận ra năng lực của Stalin, tác động một lực nhỏ và cả hệ thống phức tạp sao cho có thể thu được những kết quả to lớn. Điều đó nghĩa là ông có tài năng lãnh đạo kiệt xuất. Vlasov viết, những quyết định của Stalin đưa ra thường có vẻ không lớn lao và khó hiểu. Rồi đến khi diễn ra trên toàn thế giới, thì diện mạo của các sự kiện bỗng có được tầm thế giới sâu sắc. Còn Smirnov viết, trong 30 năm trên cương vị đứng đầu quốc gia, đã có hàng nghìn con người qua tay Stalin, những người mà ông phải nhanh chóng tìm hiểu và đánh giá cho đúng. Sự cấp thiết này đã tạo ra cho ông năng lực nhanh chóng đánh giá và đưa ra ý kiến. Đó là những đánh giá tuyệt vời bởi tính cô đọng, sắc sảo của chúng. Stalin chỉ phê phán những thiếu sót khi điều đó là cần thiết. Tôi nói đến loại người ba hoa là tôi nói những người ba hoa trung thực. Những người trung thực, trung thành với chính quyền Xô Viết nhưng không có năng lực lãnh đạo, không có năng lực tổ chức một cái gì đó. Năm ngoái, tôi có nói chuyện với một đồng chí rất đáng kính, nhưng không sửa được tính ba hoa, có khả năng ba hoa bất cứ chuyện gì. Chuyện thế này, việc gieo trồng ở chỗ đồng chí ra sao? Gieo trồng ư, thưa đồng chí Stalin, chúng tôi đã huy động hết. Vậy là sao? Chúng tôi đã tuyên bố dứt khoát. Còn sau đó ra sao? Chỗ chúng tôi có chuyển biến, thưa đồng chí Stalin, sắp có chuyển biến. Chỉ thế thôi sao? Mọi người đã có chuyển động. Rốt cuộc, việc gieo trồng ở chỗ đồng chí ra sao? Việc gieo trồng của chúng tôi hiện chưa ra sao, thưa đồng chí Stalin. Khi gỡ bỏ cương vị của những người ba hoa như thế, không để họ tham gia công việc nữa, thì họ vung tay và băn khoăn. Sao họ lại gạt bỏ chúng ta? Chẳng phải chúng ta đã làm tất cả những việc cần thiết vì công việc sao? Chẳng phải chúng ta đã triệu tập hội nghị của những người tiên tiến? Chẳng phải chúng ta đã tuyên truyền các khẩu hiệu của Đảng và Chính phủ tại hội nghị những người tiên tiến? Chẳng phải chúng ta đã bầu thành viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương và đoàn Chủ tịch danh dự? Chẳng phải chúng ta đã gửi lời chúc đồng chí Stalin sao? Vậy thì còn đòi hỏi chúng tôi cái gì nữa? Nhưng đôi khi, vấn đề không chỉ ở lời nói nữa. Trong giai đoạn khốc liệt, sau khi mọi người cười là những giọt nước mắt. Một trong những thời điểm điều hành khó khăn nhất là có sự thâm nhập của những phần tử lạc loài vào hệ thống và việc dò dỉ thông tin. Dưới thời Stalin, liệu có xảy ra việc xâm nhập của hệ tư tưởng xa lạ vào trong hệ thống của chúng ta, như nó vẫn thường xuyên xảy ra đối với bất kỳ hệ thống xã hội nào? Đúng là có, song chỉ xảy ra ở mức tối thiểu. Nó được đồng nhất một cách tinh vi và tiến hành chặt chẽ trong khuôn khổ của nó. Trung tâm điều hành thông tin luôn điều chỉnh từng bước, cho dù là nhỏ nhất một cách bí mật, thầm lặng. Sử dụng hệ thống hoạt động hoàn hảo như vậy phục vụ cho lợi ích của mình, về mặt nguyên tắc là không thể. Vì vậy, và dưới ánh sáng của những sự kiện sau đây, có thể dễ dàng nhận thấy và có được một kết luận chiến lược là để hoàn thành âm mưu phá hoại đế chế Xô Viết, cần phải khắc phục thành tố chủ yếu còn thiếu trong cấu trúc.